Hello, welcome to my channel. Game Lab Bo. Đây là những cái tựa game rất quen thuộc trên kênh của mình. Đầu tiên là cái trò Hello Cat. Màn 35 à? Bắt cái màn này khó, dã man. Ok. Ơi, nhầm rồi. Rồi. À, vẽ này. Đây mình thả cái này, thả vô xuống, còn theo theo quán tính thì nó sẽ đập vào đây. Đâu 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 đâu, vui vui cố lên, ui thả cái nước vào. Ôi trời ơi. Cái màn này quá khó. Ôi trời. Chỗ này làm nào bây giờ? Tiếc quá nhỉ. Mình phải vẽ lại đây. Này phải vẽ tận hai lần rồi. Hai lần mới có thể thành công. Dù cái màn này mới gọi là khó ra màn con ngàn này. Mèo mù vừa cả dán. Tí cái màn này mới khó này. Đây mình để. Ok nha. Khá là thành công. Trời, cái này mới khó này. Thành công không? Ui 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 ui. Không được rồi. Vẫn được 3 sao, vẽ vứa vào vẫn thêm được 3 sao. Chứng tỏ là rất là thành công đó. Trời ơi, cái này mới khó này. Con mèo. Con mèo nó vẫn bị đánh thức. Ok, đó chính là trò Hello Cat. Mình sang trò khác. Sang Happy Crack. Đây chính là giao diện của trò chơi. Ui cái màn này. Màn này mình sẽ phải vẽ trên này. Mình vẽ cho hai cái đường nước này nó tụ vào đây một. Ủa đóng. Ui dồi quá chuẩn men luôn. Quá xuất sắc. Rồi. Chứ cái màn này khá đơn giản là mình sẽ vẽ thẳng được. Nước gì? Nhầm. Ấy, nước sẽ từ trên cao đổ xuống, từ trên trời rơi xuống. Tiếp tục một màn 131. Đây là màn 131. Nhiệm vụ chúng ta sẽ là ấy, ngăn cản dòng nước chảy. Khá là thành công. Cái màn này mới khó này. Màn này chắc chắn là phải kẹp này rồi. Ôi trời. Không ổn.
Mà này phải nhờ sự giúp của ai đây, của người thân. Ui, dễ thế này nữa tôi bảo, dễ thế này mà mình không biết. Đấy. Ăn thật qua được cái màn này. Nách à. Trời ơi, cái này khó quá. À, đây đây đây, mình có cách à, mình có nghĩ cách này. Kéo xuống thôi. Cái đó chính là cách của mình. Cái màn này căng ấy. Khả năng là màn này mình sẽ phải vẽ cho thế này, chống lưng đây luôn. Ui, chia đều luôn, chia đều hai cốc luôn này, không ai thiệt rồi. màn này khó quá nhỉ. Màn này nhiều sức giúp luôn. Có tên chán hay quá. Thế mình không biết. Thì mình sang cho tiếp theo. Cho quay dấu vừa thôi. Đây là đại gia đình cá sấu. Chúng ta sẽ theo cái thử thách của cái đại gia đình này. Đến đâu rồi? Ồ, cái màn này thiếu thiếu trầm trọng. Ok nào. Nhiệm vụ của mình là phải đưa nước đến cho chú cá sấu này có thể tắm. Cháu chú khoảng mấy ngày không tắm rồi. Ô tôi chết em rồi. Chết em rồi. Ôi nước 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 nước. Ô mình phải cho nước chảy nhỏ giọt lắm ấy. Wow, may quá. May quá vẫn chiến thắng. Xem còn màn nào nữa không. Ui rồi mấy màn này không. Mấy màn này rõ sĩ mà ngày xưa chưa kém ấy nhỉ. Hôm qua là cơ. Ok. Mình sẽ tiếp tục. Bây giờ trình độ lên cao những cái ban này quá là đơn giản luôn, không gì khó khăn cả. Chết thật. Nước của mình chảy hết rồi. Thôi, cố gắng thôi, cố gắng. Mình chỉ cho bên này một ít nước mà không cho nhiều. Đó là một ít nước để chảy xuống dưới này. Và vòi này. Còn một ít nước là chảy vào đây. Chơi rất chắc chắn luôn đấy, không ngờ. Okay, một con, hai con, ba con.
Xem là mình có mở khóa màn tiếp theo chưa. Ui chưa mở được cơ. Chúng ta còn thiếu. À bên này thiếu. Thiếu cái mặt cuối cùng. Đấy, chú cá sấu đang rất đói phải phải ăn dày. What? Chỉ có thể ăn được hai con, mình không thể ăn được hơn, vẫn chưa đủ điểm. Càng ngày nha. Ôi mình sang trò chơi khác vậy, sang trò Hero Star. Ok. Ui cái mặt này khó này, mặt này hôm trước mình chưa thành công được. Để đây. Ui, kẹp vào đây, cây gì? Lại đi. Rồi, mình sẽ bắt đầu lại. May quá có cái chữ giúp này. Ui. Cái này không có chữ giúp được, đếch quà đâu. Cái màn khó nhất hiện tại là. Cái gì? Ui. Yeah, màn 47, 47. Next. Trúng không? Quả trúng đi chứ. Next tiếp này. Vào đây. Đi đổ rác. Người que cũng ngủ. Người lười. Ta tiếp tục vào đây này. Người que đang chơi cây ngựa cũng ngủ luôn. Next kìa. Trời cái màn này khó thế. Mình phải kê này. Đấy là win. Thế mà lại win. Người quê đang tập. Mình cho một cái thật tấm mạnh đây. Đây là qua luôn này. Next. Trời cái màn này khó thế nhỉ. Màn này làm nào đây. Vào đây không. Vẽ gần hết cả màn hình. Vẽ gần hết cả màn hình mình mà thắng được. Trời ơi. Sao lại có cái màn quái quăm này. Mình với linh tinh mà ăn may để trúng này. Ok. Mình đi sang trò chơi khác. Mình đi sang cái trò Red Buffer. Xong rồi sang cái trò Cover Orange. Đây chính là giao diện của Red Buffer. Mình sẽ lấy cái màn bao nhiêu nhưng chả biết, chả nhớ. Thôi chơi cái màn này đi. Màn 12 đi. Ô thì mình phải chọn. Mình chọn quả bóng khác. Xem mình nó mở khóa được cái quả bóng nào. Đây mình sẽ chọn Orange. Orange ball. Đấy, mình sẽ dạy mọi người mở khóa. Mở khóa quay quả Orange. Ok, chúng ta gửi qua đây. Đúng rồi. Đây chính là cái nơi chúng ta mở quá. Mình phải nhảy đây này. Ấy, nhảy đây. Nhảy cái vòng tròn này. Ấy. Ok, đấy, mở nhảy đây là chúng ta sẽ mở khóa được cái quả Orange. Orange.
lại là màn thứ 12. Người đi mà xe không đi. Rồi. Chúng ta sẽ nhảy xuống. Để cái hòn đá này. Cái hòn đá này rất là to, khổng lồ. Không ngờ một cái quả bôn, quả bóng thì có thể đẩy được. Đây chính là cái đường hầm do cái con bot nhỏ nhỏ này nó bới ra đấy. Phải cảm ơn nó mới đúng đấy. Cảm ơn nó vì mình có thể đi qua được. Nếu không làm sao mà có thể đi qua được. Ui, ui. Không thể nào mà lừa được cái con bot này. Con bot này có hai cái sừng trên đầu. Khả năng là bị cắm sừng này rất là cao nên là mọc được cái sừng nữa. Thế còn cái lớp giáp thì sao? Cái lớp giáp nó quàng ngoài thì sao? Ở đâu mà ra? Cái câu trả lời này sẽ dành cho tác giả của trò chơi. Hy vọng một ngày nào đó tác giả có thể vào kênh của mình và để lại câu trả lời giúp cho mọi người có thể biết được. Cái quả orange này nó có, cái quả cam này nó có thêm hai cái tay, đấy. Trông rất là ngộ nghĩnh, mặc dù cái tay nó không làm được cái gì đâu mà người ta vẫn để vào. Ok, màn boss thì là mình sẽ dành cho những clip sau. Mình sang cái trò cover orange. Wow, mình đến màn 13 rồi cơ này. Màn 13 là cái màn khó chịu. Wow, quá đơn giản. Thôi chết em. Lỗi rồi. Ôi trời ơi. Cái đám mây kìa. Cái đám. Rồi ok, mình đi chơi lại. Mình sẽ dùng hết cái động lực để mà đẩy quả bóng sau đây. Để khu gỗ này. Quá chuẩn. Cái đám mây này bây giờ hiện tại đang rất là buồn. Mây buồn thì trôi mãi. Bởi vì không hại được cái quả quả cam của chúng ta. Nick. Nick. Ok. Rồi. Chết thật, cái màn này chơi kiểu gì đây? Xuống đây xuống hố à? Ôi thôi, rơi đây rơi toạt luôn. Chắc chắn là rơi đây đấy. Đây này. Đấy. Tôi chơi đang gồm thôi. Hai quả cam đang bị hại. Bị cái đám mây kia. Khó gì nhỉ? Không làm. À đây. Mình có nhầm lẫn một tí. Lại chui đây. Ôi tại sao nhỉ? Lại. À đây. Nhầm. Phải thả cho chuẩn xác cái này vào. Ôi giời ơi. Không được, lại quay lại tiếp. Từ từ. Đấy. Úi dồi ôi. Đấy, dương đây. Không thể qua được, mình sẽ sang trò khác. Trò level. Ok, đây chính là giao diện của game. Mình hôm trước chơi đến màn 150, à 162. Bây giờ sẽ sang 163. Vẫn là hai cái quả bóng quen thuộc thôi. Một cô nàng màu hồng và một chàng trai màu xanh. Liệu có đến được với nhau không? Quá đến được với nhau.
Rồi ok, mình sẽ vẽ như thế này. Họ vẫn đến được với nhau cơ. À này thì mình sẽ không tác động gì đâu. Khả năng là sẽ chỉ vẽ một cái gì đó để thấy chưa? Chúng ta thôi. Next nha. Ok, mình sẽ làm. Ai nhắn tin nhé? Ai giỏi quá nhỏ. Ok nhá. Đó là tất cả những gì mình có ngày hôm nay. Goodbye. À chưa, goodbye cũng có một chó nữa. Đây. Đùng quầy. Chú đài à? Cứ tưởng hết này. Tôi chết em rồi. Tôi chết rồi. Mày này qua kiểu gì? À đây có cái tẩy này. Quá là thành công luôn. Bây giờ là mới là kết thúc kìa. Goodbye.